khi mọi người nhìn vào những tòa nhà này, họ thấy gì? Và những nhà máy, xí nghiệp, liệu chúng ta có nhìn thấy những rủi ro tiềm ẩn cần được bảo trì, những nơi cần được bảo vệ? Biết rằng những rủi ro trong sản xuất, những nơi cần được quan tâm, không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng mà thấy được, như hệ thống đường ống, bồn bể chứa, hệ thống máy móc thiết bị, hệ thống tường trần sàn mái, hệ thống cơ sở vật chất. Hạn chế rủi ro hư hỏng tiềm ẩn dẫn đến những chi phí hệ lụy là bảo trì, còn bảo vệ là để giữ cho khối công trình trở nên trường tồn. Đó là lý do tại sao công tác bảo trì và bảo vệ cộng sinh như là linh hồn của nền công nghiệp. Và đó cũng chính là tiên hướng để Enercon tồn tại suốt nhiều thập kỷ qua. Được thế giới công nhận tiên phong nghiên cứu phát triển ứng dụng hệ vật liệu sửa chữa và vật liệu sơn phủ bảo vệ trang thiết bị trước các vấn đề khắc nghiệt do dòng chảy, như phủ polymer chống hóa chất cho hệ thống bồn bể khổng lồ trong nhà máy điện hạt nhân ở Tây Ban Nha, cải tạo và phủ polymer chống ăn mòn, chống xâm thực hệ thống bơm, cung cấp giải pháp chịu mòn, bảo vệ chi tiết thiết bị trong môi trường mài mòn khủng khiếp tại Úc, giải quyết vấn đề xâm thực dữ dội đang liên lỉ phá hủy thiết bị mà Hải quân Mỹ phải đối diện, phủ bảo vệ khu vực chứa hóa chất cho nhà máy nhiệt điện Chile, hay gần gũi hơn, cung cấp lớp phủ chống nóng, chống thấm rột và kháng tia UV cho toàn bộ hệ thống mái nhà công nghiệp cũng như dân dụng, nghiên cứu chế tạo sản phẩm xử lý chám kín rò rỉ khẩn cấp, bọc đất đường ống một cách triệt để và nhanh chóng. Đội ngũ kỹ thuật trên toàn cầu của Enercon và đặc biệt tại Việt Nam luôn túc trực 24/7. Khi liên hệ tư vấn miễn phí từ chúng tôi, đó chính là những lời tư vấn dựa trên kinh nghiệm hàng trăm năm của đội ngũ Enercon trong nền công nghiệp bảo trì của Mỹ và hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới. Để dự phòng, liệt kê những vấn đề tiềm ẩn có thể trở thành rủi ro khẩn cấp gần như dài vô tận, thật không thể lường trước được. Sản phẩm, dịch vụ, tầm nhìn, giải pháp hoàn cầu giải quyết triệt để vấn đề trong từng hoàn cảnh. Lời khuyên miễn phí nhưng giá trị tử tế thì vô giá.